Bên cạnh Harry Maguire thì thủ môn là một trong những vị trí được xem là ít quan trọng nhất trong FIFA Online 4, bởi vì đây gần như là mắt xích không quá quan trọng khi bạn không thể chủ động điều khiển và hòa hợp vào với lối chơi như ngoài đời thật. Thế nhưng bạn cũng phải thú nhận rằng có những màn trình diễn xuất sắc của những người gác đền, bạn mới có thể mang về những chiến thắng khiến đối thủ tức tưởi và tiến đến những mức rank nhờ GK mới có. Thông qua đây, để FIFA Online 4 nhắm cho anh em 5 người gác đền cân lương mùa like, cân luôn đội bạn. Cậu mấy anh này xong thì anh em cứ để đội bạn sút thoải mái, sút đến khi nào mỏi chân thì thôi đấy nhá. Trước khi bắt đầu, xin cảm ơn và chúc mừng bạn đã nhận được gói khởi động tháng 9 với một gợi ý rất hay về chủ đề cho series top 5 lần này. Đến với cái tên đầu tiên, Édouard Mendy, hay còn được truyền thuyết nhắc đến với biệt danh là É Mendy, là một trong những thủ môn uy tín bậc nhất ở cả trong game lẫn ngoài đời thật. Tôn ngộ không made in Senegal được người đời truyền tay nhau với khả năng phản xạ cản phá phải gọi là tuyệt đỉnh. Dù là sút xa, sút DD, QD, ZD hay bất cứ loại D nào mà anh em có thể kể thì Édouard Mendy đều có thể nắm lấy dễ như trở bàn tay. Nhiều lúc đá xếp hạng mà cứ gặp anh Édouard Mendy thì cứ như kiểu là gặp ác mộng vậy. Đã có rất nhiều trận đấu mà sút chính xác không biết bao nhiêu quả, thế nhưng bàn thắng vẫn chỉ là con số không chuẩn chính. Thế nhưng Édouard Mendy có một điểm yếu khá chí tử, đó chính là anh hay được mệnh danh là chấn bé đù trong mảng đấm bóng bổng. Nếu đối thủ tạt bóng thì anh sẽ có xu hướng đánh bóng ra ngoài thay vì bắt gọn bóng. Nhiều khi anh đánh bóng còn đánh nhầm cả đồng đội, khiến đội mình thua những quả bóng cực kỳ oan ức. Đối với những anh em hay theo dõi giải ngoại hạng Anh thì Nick Pope không còn là một cái tên quá xa lạ khi anh là người gác đền số 1 cho Burnley và vừa chuyển qua đội bóng nạp lần đầu Newcastle. Dân gian hay gọi vui, nhạc pop được truyền cảm hứng đến từ tên của Nick Pope, bởi anh nhảy múa quay cuồng ở trong khung thành thì phải gọi là nhức hết cả mắt. Với chiều cao thiếu 1cm nữa thôi là tròn 2m, cùng với sải tay còn dài hơn cả danh sách đội bóng anh bảy muốn đến trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Không có một vị trí nào trong khung thành là ông hoàng nhạc pop không thể với tới. Nick Pope ảo ma đến mức bạn nghĩ rằng không còn gì có thể ngăn cản được bạn ghi bàn, thì Pope vẫn có thể xòe tay, xòe chân vào bảo bạn rằng bạn vẫn còn non lắm. Nếu như khả năng bắt bóng ảo ma của thủ môn người Anh là một điểm cộng vô cực, thì kỹ năng truyền bóng của anh lại nghịch biến với điểm cộng đó. Nếu ví truyền bóng như ca hát, thì Nick Pope được ví là ca sĩ nào đó vậy. Truyền bóng có độ lệch tông rất cao và ở những pha truyền bóng khó thì rất dễ hết hơi. Chính vì thế nên Nick Pope sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho anh em nếu chỉ cần một thủ môn dạng cổ điển, chỉ cần cản phá bóng và đấm những cầu thủ tấn công đội bạn. Nếu là một người hay theo dõi những giải đấu FIFA Online 4 chuyên nghiệp, cái tên Areola là một trong những thủ môn được săn đón nhiều nhất tại các lượt pick cầu thủ. Lý do tại sao thủ thành người Pháp lại được chọn nhiều nằm ở bộ kỹ năng khá đồng đều, đặc biệt là ở khả năng đối đầu 1-1 và cự ly trung bình. Nếu bạn đang có pha đối mặt và phía trước là Areola thì tốt nhất là bạn nên truyền hoặc tìm giải pháp an toàn hơn, vì Areola được xem là một trong những con hàng kinh dị nhất ở khoảng 1vs1. DD hay D mạnh cũng không nhằm nhò gì so với cái khả năng phản xạ như bước ra từ bộ phim ma trận. Một điểm cộng khá chất lượng của thủ thành này nằm ở việc anh ta có những team cờ lờ khá đẹp, có thể kể đến như Pháp, Real Madrid hay Paris Saint-Germain. Điểm yếu nhất có thể kể đến của Areola nằm ở khả năng cản phá những cú đại bác từ xa. Areola không thực sự quá nổi trội ở khoản này so với những thủ môn khác. Đối thủ chỉ cần ngắm vào những góc chết ở cự ly ngoài vòng 16m50 là gần như Areola rất dễ bị đánh bại. Được mệnh danh là bút phòng đệ nhị, dĩ nhiên Donnarumma phải có những kỹ năng thượng thừa để được so sánh với một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Donnarumma có thể là đại diện cho một mẫu hình thủ thành lý tưởng khi gần như anh master tất cả các kỹ năng cần thiết nhất của một thủ môn. Bay người xuất sắc, chọn vị trí thông minh, không ngại những pha sút gần hay cả sút tầm xa. Đặc biệt là thủ môn người Ý có khả năng ra vào ở các tình huống bóng bổng khá tốt so với mặt bằng chung khi có thể nắm gọn các tình huống tạt bóng. Bên cạnh đó thì khả năng chơi chân của Donnarumma cũng nằm ở mức tốt khi mà những pha truyền dài lên tuyến trên cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được đồng đội. Anh cũng có những chỉ số ẩn khá đẹp với thủ môn quét và thủ môn cản tạt bóng. Hai chỉ số ẩn được xem là đẹp nhất với một người gác đền. Đến với cái tên cuối cùng, chắc hẳn anh em đang nghĩ đến con hàng mà mình phải gặp hàng ngày ở Rangnow rồi. Người nắm giữ bí thuật triệu hồi bức tường trước khung thành, chủ môn phái khinh công trong FIFA Online 4. Không để anh em phải chờ lâu nữa, hãy cùng chiêm ngưỡng Củ Tỏi, người mà ai cũng biết đến là ai. Củ Tỏi được ngầm công nhận như là người gác đền bất công vô lý nhất của game.
mọi định luật được Einstein, Newton đề ra đều không thể áp dụng vào thủ thành người Bỉ, vì gần như anh phá vỡ hết tất cả những quy tắc vật lý khi bay nhảy không có điểm dừng. Nhiều người còn đùa vui rằng Courtois nên được thêm chỉ số ẩn con cưng bởi vì anh được xây dựng quá hoàn hảo. Dường như thượng đế đã lỡ hơi quá tay với anh. Mọi người hãy thử nghĩ về một yếu tố cần thiết ở thủ môn. Củ tỏi sẽ cho anh em thấy thế nào là thông thạo bậc S ở skin đấy. Từ đối mặt, phản xạ, chuyên bóng, ra vào, mọi yếu tố đó, củ tỏi đều có thể mở một lớp giảng dạy cho tất cả các thủ môn khác. Thậm chí, củ tỏi còn có một chỉ số ẩn ném bóng xa rất tiện lợi cho anh em trong những tình huống phản công chớp nhoáng. Lực lượng củ tỏi con ở FIFA Live 4 thì phải gọi là còn đông hơn cả quân Nguyên nữa. Trong suốt 4 năm xuất hiện, củ tỏi chính là thủ môn được các anh em tin tưởng và sử dụng nhiều nhất với nhiều team color cực kỳ chất lượng như chè xanh hay kền kền trắng. Vừa qua là 5 thủ môn cân lương, cân luôn cả tiền đạo bá đạo nhất của đội bạn trong FIFA Live 4. Còn ai có thể góp mặt vào trong nhóm ngũ hoàng này hay không? Anh em hãy nhớ bình luận ở phía dưới đấy nhá. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những siêu nhân tóc xù trong FIFA Online 4. Vậy thì sẽ thế nào khi những anh hùng đầu trọc xuất hiện tại số tiếp theo nhỉ? Anh em hãy cùng nhớ đón xem vào số sau trên kênh của FIFA Online 4.